Chào mừng các bạn đến với kênh của Lê Thắng, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ pin hàng chính hãng với thương hiệu là Olympia Star. Đây là dòng máy lắp, dòng máy Thụy Sĩ rất là sang và đẳng cấp. Với thiết kế của dòng doanh nhân, vỏ và dây của nó thì bằng thép 36L, mạ PVD vàng 18K, rất là sang và đẳng cấp. Viền xung quanh thì đính đá quý, rất là tuyệt vời. Thiết kế mặt bên trong thì cũng đính đá tuyệt vời chưa. Ở góc 6 giờ thì nó chính là phần kim dây. Tôi sẽ rút cái này ra để cho nó bắt đầu chạy nha. Ok, bắt đầu chạy rồi. Mẫu này thì được thiết kế để dành cho những người có cổ tay nhỏ hoặc là thích mặt nhỏ và mỏng. Tại vì size của nó thì là size 35. Rất là dễ đeo thôi, dành cho những ai thích mặt nhỏ và mỏng. Ở trên núm, đợi chút, cái này lên nét lâu quá. Trên núm của nó thì có dập nổi logo của OP. Thông số máy ở đây thì ghi là Sapphire này, Water Resist có nghĩa chống nước. Mã đồng hồ là 5595M gạch ngang 211. Ok chưa nào? Ở trên trên khóa của nó cũng có dập nổi logo của OP. Khóa này các bạn chỉ cần bấm đây cái là ra thôi à. Mình sẽ đeo thử lên tay cho các bạn cảm nhận được nha. Cần thích mặt nhỏ và mỏng, các bạn thấy chưa? Cực ôm tay luôn, rất là sang và gọn. Mình thì mình ở Hà Nội, đối với những bạn ở Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng của mình để xem và lấy sản phẩm. Còn đối với những bạn ở xa thì bên mình sẽ giao tận nhà trên toàn quốc. Các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem, đúng mẫu với lấy thanh toán tiền. Số của mình đó là 0912681586. Phương châm của mình đó là bán để khách giới thiệu khách, như vậy mới bền vững và lâu dài được. Một bộ sản phẩm của nó thì bao gồm có hộp đồng hồ, hộp hãng, sổ bảo hành quốc tế. Ở đây thì nó có hướng dẫn sử dụng và cái địa chỉ bảo hành quốc tế thì ở Việt Nam là 31 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cũng là nhà phân phối độc quyền cái thương hiệu này tại Việt Nam. Đồng nghĩa việc là các bạn có mua đồng hồ này ở bất kỳ một cái đại lý nào thì nó cũng bắt nguồn từ nhà Trường Hoan này ra cả. Khách của mình thì có hầu hết ở 63 tỉnh thành trên cả nước, từ Bắc vào Nam tỉnh nào bên mình cũng có hết. Các bạn có thể vào phần cảm nhận của khách hàng á, để xem mọi người đã từng mua, đã từng sử dụng nó về bên mình như thế nào. Đồng thời cũng đóng góp cho mình những cảm nhận của các bạn ở đó. Đó chính là cái nguồn động lực rất là to lớn giúp cho bên mình ngày càng hoàn thiện và phục vụ với khách hàng gần xa ngày càng tốt nữa. Đừng quên theo dõi mình để xem những mẫu đồng hồ tuyệt vời những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và quyết thắng.